Có. Con đi mà con nhớ cái mẹ con quá. Mẹ con phải chở con đi vòng vòng với mẹ đi học. Chở con đi học rồi chứ con không cần gì chứ. Mình có một cái trái thai rất là đẹp đúng không? Có tầm 6 giờ là thấp rồi. Dạ. Dạ lâu lâu con mới thấy chứ ít thì con thấy 230, 240 nữa đó là khoảng 400 mấy triệu đó. Tính ra là nếu như mà hết luôn là khoảng hơn nửa tỷ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng đây là một cái căn nhà khá là khang trang. Chắc không nói thì cô bác quý anh chị sẽ không biết được rằng đây là một ngôi nhà mà cậu bé có một cái trái tai rất là đẹp. Mà rất là nhiều cô bác quý chị bình luận rằng là đây có cái trái tai giống như là trái tai Phật. Đó là bé Hưng. Có. Mình nhớ là mẹ con còn tuổi sống. Mẹ con phải chở con đi vòng vòng với mẹ đi học. Chở con đi học rồi chứ con không cần gì chứ. Một cậu bé rất là thông minh. Và anh Thủy là ba bé Hưng sống một cái cảnh gà trống nuôi con. Sau một thời gian thì Bùi Hồ đăng clip lên thì cũng được nhận rất là nhiều sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân cũng như quý nhà hậu tâm, hỗ trợ cho anh Thủy là ba của bé Hưng á, để trả những cái phần nợ còn lại. Và sau một thời gian nữa thì gia đình của bé Hưng di chuyển về đây. Dĩ gia đình di chuyển về đây vì mua được một cái mảnh đất này nè. Rồi sau đó mạnh thường quân cũng hỗ trợ tiền để mà cho cả nguyên một gia đình sống cảnh gà trống nuôi con gồm có 4 người. Sau khi anh Thủy bán tất cả các gia sản của mình á để trị bệnh cho cái người vợ của mình. Nhưng mà bệnh tình thì không qua khỏi. Anh gần 3 năm, hơn 3 năm Bùi Hồ cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà anh phải sống cái cảnh trọ nè, gà trống nuôi con thiếu trước học sau. Và thương hình ảnh đó, rất là nhiều cô bác quý chị chung tay nhau để cho gia đình có một cái nơi ở ấm cúng hơn. Rồi thậm chí là có thể là không còn cái cảnh là chạy tiền trọ mỗi tháng nữa. Mời cô bác quý chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong để gặp gia đình của anh Thủy cũng như là gia đình 4 thành viên ở thời điểm hiện tại ha. Đây là một cái ngôi nhà theo anh Thủy chia sẻ cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này dài đến 18 mét. Nhưng mà anh Thủy chỉ cắt được 15 mét thôi. Và mời cô bác quý anh chị vô đây. Đây, ngôi nhà thì được xây tường ha. Rồi trước là một cái mái tôn, cũng có một cái hàng ba luôn cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có dịp vào Gạch Giá để mà chia sẻ cái hình ảnh này cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Đây nè, gặp gia đình vào một buổi chiều cũng đầy đủ cho anh Thủy ha. Chào Hưng, chào Hào. Dạ. Cho đeo cái mic cái. Lâu quá trời lâu mới gặp được gia đình của mình. Dạ. Đó, ngôi nhà mình là ngang như vậy như anh thấy. Ngang 5 mét. Dạ. Dài 18 mét. Dài 18 mét ha. Đẹp quá luôn. Này ngôi nhà là tự cất hay sao anh? Cũng cô chú anh chị á, cũng là chung tay giúp đỡ cho bé Hưng ba đứa cháu thôi. Dạ. Tại mình một ngày một lớn tuổi rồi. Thì cô bác thấy là mình cũng sức khỏe cũng không có còn đảm bảo. Dạ. Thì cô bác cũng chung tay mua cho được miếng đất. Dạ. Miếng đất này là mua bao nhiêu tiền? 240 triệu. 240 triệu. Rồi cái nhà nữa? Cái nhà này là tự đủ mạnh thường quân với mình cũng đất là này là mạnh thường quân mua luôn. Dạ. Coi như là gần 500 triệu. Hơn 500 triệu, phải nói hơn nửa tỷ cô bác anh chị. Yeah. Ngày hôm nay á thì cô bác của anh chị biết không, sở dĩ có ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cũng được mẹ của bé Hưng á cũng phù hộ cho mấy cha con có cái nơi ở ấm cúng hơn đúng không anh thầy? Yeah. Hơn 500 triệu, mà trước đó là cũng có số tiền rất là lớn cũng để sửa cái phần mộ của cho chị. Yeah. Rồi tiền trả nợ. Trả nợ đó, rất là nhiều tiền luôn. Rồi đó bây giờ là mang nợ lại các. Thôi bây giờ mình sẽ nói cái chuyện đó sao cho em rồi. Cho em thắp hương cho chị cái ha. Anh đốt giùm em cái nén hương đó. Lấy ghế ra con. Ngôi nhà này thì cũng có đóng lao phong nè cô bác với anh chị. Đóng luôn cái phần lao phong. Và chắc có lẽ là do hết kinh phí rồi thành thử ra là cái phần tường này nè. Anh có tô không anh Thủy? Không. Không có tô chỉ xây lên thôi hả? Xây lên rồi anh dán cái giấy xốp á. Xốp. Giả gạch này anh tự dán hay sao? Mình tự mình dán nhà. Cái này dễ mà đốt nhang cho chú Hồ. Đốt nhang giùm chú để thắp cho mẹ nén hương. Chắc cũng cái hương hồn của chị phù hộ cho 4 thành viên trong gia đình.
Anh sống cái cảnh gà trống nuôi con là bao bao nhiêu năm anh Thủy? 5 năm. 5 năm ha. Lúc đó thì tài sản của mình bán hết để mà trị bệnh là hết bao nhiêu? Bán có 80 mấy triệu, 90 triệu gì đó, là lo cho vợ hết luôn rồi. Vợ chết thì bỏ lại 4 người con, cái tài sản khổng lồ. À, đây là tài sản vô giá mà. Hưng thì năm nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 12. 12. Còn Hào? Hào là tuổi con trâu, ủa tuổi con heo đó, 16, 17 chưa đủ. Còn Hân nữa. Anh Thủy phải nuôi 3 người con nè. Một bé Hân á thì bị canh điếc bẩm sinh. Còn Hào thì ít tiếp xúc mọi người hơn. Còn chỉ có Hân là la lẹ. Cho chú thắp cho mẹ con nén hương ha. Cái bàn thờ cũng đâu có tô được, đâu dán không á, đâu có. Ở trên này dán được mấy miếng gạch nè. Được mấy miếng gạch cho nó sạch đó. Dạ. Mấy miếng gạch giả gỗ. Thì lấy cái nền này nè. Dạ. Thôi gia đình mình ngồi đây đi ha. Rồi cái anh tâm sự tí xíu. Mấy anh em mình là không gặp bao nhiêu lâu anh Thủy nhớ không? Có cả năm rồi á. Hơn năm hả? Thời gian trôi mau thiệt ha. Hơn con bây giờ học hành sao rồi, nói cho cô chú chị nghe với. Dạ con học như bình thường thôi chứ. Con ấy con gần nghỉ hè, con gần lên lớp 5. Nghe nói là mới thi toán Olympic được giải giải nhất cấp nào? Cấp thành phố hả? Cấp trường với cấp huyện. Cấp trường với cấp huyện ha. Chú hỏi con là có cùng gia đình của mình sống ở trong ngôi nhà này nè. Thì nhớ mẹ nhiều không? Dạ cũng đỡ nhớ, tại vì thời gian cũng trôi qua nhiều nên con cũng không còn nhớ như mấy. Tối có thường thắp hương cho mẹ mình không? Dạ có, tầm 6 giờ là thắp hương. Rồi trước giờ nằm ngủ á, con nằm mơ thấy mẹ không? Dạ lâu lâu con mới thấy chứ ít thì con thấy. Từ 1 năm trở lại đây có thấy mẹ mình không? Dạ không. Không hả? Ở nhà thì có nấu cơm phụ mẹ đâu không? Phụ ba không? Dạ có. Dạ, làm công việc gì phụ ba? Có nhiều khi con rửa chén, nấu cơm, có khi quét nhà, lau nhà. Dạ hả? Dạ. Sau khi chú Hồ đưa lên đoạn clip trên mạng thì chú bất ngờ khi mà ba thông báo là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Dạ. Chú có nói, chú ba nó nói là chú xuống thăm nhà để cho biết. Thì khi đêm đầu tiên mà được ngủ trong ngôi nhà mới này thì cái cảm xúc của con như thế nào? Dạ con thấy vui, con thấy mừng, tại vì con được có cái nhà để ở, không có phải ở nhà trọ. Trước đây thì sống cái cảnh trọ thì mỗi tháng thì cha phải chạy tiền, thì con có nói là con phải đi lượm mượn với anh Hào để đi học rồi hỗ trợ tiền cho ba nữa. Dạ. Thì con nhớ lại cái cảnh đó không? Con nhớ. Dạ. Con cũng không nhớ còn mấy lắm chứ. Nếu như mà thời gian sau này lớn lên á, con sẽ làm gì? Con sẽ trả cái ân tình mà tất cả cô chú ông bà đã ủng hộ cho gia đình của mình. Dạ, nếu mà con ấy được thì con, nếu mà mốt lớn lên con có được gì chú thì con cũng đi thiện nguyện, chú giúp đỡ cho mấy người có hoàn cảnh như con giờ. Chú là vô công gọi việc chứ gì đi, có cứ đi lang thang khắp nơi mà. Dạ. Sao con hết? Người ta cũng thấy giúp đỡ được người ta, con thấy cũng vui được chứ. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì? Dạ, ba con cũng gà cũng đang bệnh với khó thở người ta nhìn chứ. Nên ba con không mấy, ba con không đi làm được chứ không nấu cơm được. Hân quay lại cái trái tay cho chú Hồ coi với lại. Ba con chị thấy bé Hân có một cái trái tay rất là đẹp đúng không? Dạ. Thôi bây giờ con ngồi để chú tâm sự với ba tí xíu ha. Dạ. Anh Thủy ơi, chắc có lẽ là thông qua đoạn clip này đó thì lúc đó thì em có nghe một chị ở Tây Ninh á. Dạ. Thì có điện cho em nói xuống quay hoàn cảnh, tiếp tục quay hoàn cảnh gia đình của anh để mà hỗ trợ. Thì lúc đó thật ra thì năm vừa rồi thì coi như là em đi vòng vòng khắp nơi, anh coi clip em anh cũng thấy coi như là không có thời gian ở nhà, một tháng ở nhà khoảng chừng 3-4 ngày vì em phải đi xuống Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, coi như năm gọi là anh chu du nhiều hơn. Dạ. Thì nghe được cái thông tin mà em không gì mừng hơn đó là gia đình mình được hỗ trợ, phải nói số tiền hơn nửa tỷ là số tiền rất lớn. Này thì thông qua đoạn clip này, trước tiên anh có muốn nói lời nào với quý Mạnh Thường Quân không? Thì
mình cũng có một cái ao ước. Thì bây giờ ao ước nó cũng là thiện thực. Thì cũng cảm ơn là tất cả là cô chú anh chị ở trong nước và ngoài nước là giúp đỡ cho ba đứa cháu có một cái căn nhà sau này á, để che mưa che nắng. Mà trước đầu tiên á, thì là người ta cũng không cho mình nói tên, thì thôi mình cũng cảm ơn trong cái thời gian như vậy người ta là cô chú anh chị cũng đều giấu tên hết đó, thì mình cũng thay mặt cho gia đình thì cũng cảm ơn rất nhiều để là sao để cho nó hoàn thành lại được cái công việc của mình lại, để là mình làm để cho nó có cái cuộc sống nó vui vẻ hơn. Thì từ hồi lúc mà về đây tới giờ thì nói chung là cuộc sống thì là mình có cái nhà thì mình cũng bấp bênh nhiều hơn, là có cái là phải đi cày hơn lúc trước rất nhiều. Như cỡ hơn nửa tháng nay là không có đi làm được, bị bệnh rồi, bây giờ tự nhiên nó lối nguyên cái dàn ngực này hết. Thật, nói nhiều là nó bị lối, khó thở. Có đi khám không? Bác sĩ nó bệnh gì không anh? Nằm mười mấy ngày bệnh viện luôn đó. Xuất viện khi nào? Bữa nay nó được 4 ngày à. Ai nuôi? Tụi mình luôn. Ở ngoài thì đi lên đi xuống được bỏ ăn này thì nhờ cái bà gì ở dưới chợ á, bỏ lên bỏ câu rồi bỏ cơm nước đâu. Rồi tiền bạc sao? Mình có mua bảo hiểm thì cái nào ở ngoài cần thiết á thì mua ngoài, còn có thì nhà bệnh viện nó lo. Sau khi cất nhà xong em nghe nói anh lại thiếu nợ. Còn nợ thì số tiền là bao nhiêu, và lúc đó mình cất nhà mình không có cân đối về tài chính được hay sao anh? Người ta cho nhiêu là mình làm nhiêu, rồi bắt đầu mình thấy không được là mình làm thêm. Đó, thì bây giờ mình phải làm cho nó kín đáo cho con cái mình chứ giờ lỡ rồi. Đó, thì hiện nay á, nãy mới vô còn có chiếc mặt đứng la làng ông sùm, tôi nói bây giờ tôi chưa có tiền, từ từ tôi có tiền tôi trả cho, tôi không có nói ngang đâu. Tôi cắt cái nhà đây tôi đâu có bỏ trốn đi đâu được đâu, thì tôi làm từ từ tôi cũng phải trả cho anh chị thôi. Thế bao nhiêu? Với số tiền thì còn có ba mấy, 40 triệu thôi. 40 triệu? Khoảng 40. Với cầm chiếc xe này hết 10 triệu, cầm vô ngân hàng, cầm giấy, cầm tính cho thế chấp. Thế nào đóng tháng đó để chiếc xe cho Hào này nó đi học nè, máy hổng gài xe anh cũng bị bắt rồi. Rồi mới mượn xe nó thôi, sáng anh đưa nó đi hoặc bản lại rước, anh mượn xe nó đi làm. Mua cái nền là bao nhiêu? 240 triệu. Cắt cái nhà 220. Cắt cái nhà có khoảng hơn 220 á. 240 với 200 khoảng 230, 240 nữa đó là khoảng 400 mấy chục triệu đó. Tính ra là nếu như mà hết luôn là khoảng hơn nửa tỷ. Nhà anh từ trước giờ được tất cả cô chú gì chị giúp chắc khoảng hơn nửa tỷ. Tổng mạnh thường quân luôn á. Thì cùng cái đó thì nói chung trang trải nợ hết thì dạ. Cũng không còn là lúc là mình bị nợ ở bên nhà trọ thì mình cũng không ấy cho ai giúp nhiều, mình đem mình trả hết cho rồi đi, để là thiếu nợ người ta mà mình cũng đâu có ấy đâu, cho được có tiền mượn chết luôn rồi đem trả nợ chứ. Sức khỏe của anh bây giờ yếu quá thì có bao giờ mình lo không? Lo chứ, bằng đêm ngủ lo lắm. Nhiều khi đi trực về rồi thấy mấy đứa con nó ngủ mà nó chưa ngủ, mình cũng nằm ở ngoài võng đó con nè, anh ngủ ngoài võng nó nhiều nhất, anh ít có vô ngủ với Hưng lắm, gần sáng anh mới vô thôi. Cái ngôi nhà này là anh mướn công của người ta rồi mình cùng nhau làm hay là mình cắt mão? Nhưng anh em trong làm á, thì người ta lên tiếp mà trả tiền ngày với người ta thôi. Giả tỷ là nói chung nói đi nói lại á, là tiền anh em thợ vẫn còn thiếu người ta. Người ta thấy mình vậy á, người ta cũng vẫn không nói tiếng nào, mình có nhiều mình đưa người ta nhiều rồi trả nó, chừng nào có thì trả, không có thì thôi người ta cũng để đó, người ta nín thinh à, không có nói gì. Thì chừng nào giá tỷ mình có thì mình trả thôi, chứ không phải là người ta làm khó làm dễ. Mà có cái vật tư người ta nó cắt cái nhà rồi mà không chịu trả tiền ta, tôi nói thì bây giờ mấy anh chị cũng nhớ là lúc tôi có tiền là tôi đưa liền một cái, một tôi đâu có thiếu đâu. Bơm cái nền là bơm cát là bao nhiêu tiền? Cái nền này là bơm cát không là 28 triệu 29, gần 30 triệu đó. Anh cho em đi ra hay sao cho cô bác với chị tham quan đi, đi đi hưng hưng đi chợ chú đi con. Em cũng thấy nhà được lót gạch da gỗ, da gỗ màu gạch này em chọn anh thấy anh lựa anh đó. Dạ đi hưng, con đi với ba đi con đi đi cho đây
Nhà có một cái này tập sa đơn hả? Đúng rồi, Hào. Có Hào tập sa đơn hả? Thương con quá trời luôn. Dán cái xốp á. Được 2 phòng anh Thủy ha. 2 phòng. Mỗi phòng là diện tích là bao nhiêu? 3 mét mấy. Cái cửa này là cửa tự chế. Cửa chế hả? Chứ không phải được cửa nhôm gì đâu. Không. Không được. Cái này từ cửa tự chế không à? Dạ. Mở cái đèn lên. Ở trên nó là cô bác anh chị thấy là không có, không có tô rồi dán gì đó che đó. Không có tô, chỉ có dán giấy xốp lên thôi. Hết tiền rồi còn chữa lại đó. Đóng được cái lau phòng cho nó mát. Dài là 15 mét, anh Thủy nói nền này dài 18 mét à. Dài 18 mét mà cắt 15. Ở đây cũng có cái labo, cái rửa rửa chén nè. Này người ta cho nè, này dạ. Nhà người ta cho. Dạ, nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh ở đây, nó cũng đâu có tô đâu, dán đâu có tô đâu. Trời gặp mà nó không tô, nó mau mục lắm. Nó dễ thấm vô là mau mục. Ở ngoài có tô không anh Thủy? Không, không, ở ngoài này không có tô luôn. Ngoài không tô luôn hả? Không. Cắt này cũng còn gian dở quá. Cửa này cũng cửa lắp gáp nữa. Lắp gáp. Thật ra cô bác anh chị biết không? Khi mà cắt một cái ngôi nhà mà không có dự toán ban đầu á, và không có bao thợ, bao tính kinh phí kỹ là cắt cái nhà là đổ nợ, là thiệt cơ mà dẫn đó. Dạ, thôi mình ra trước ha anh ha. Đóng được cái la phong. Còn nói chung là chưa có tháo mấy cái này ra luôn nè. Cửa cái này là có 1m2 đó. Có 1m à? 1m hả? 8 tắc. Nói gì không? Con qua đây nè, ngồi với ba nè, qua đây nè. Nói cô chú, cảm ơn cô chú anh chị gì đó. Bà con cô. Con cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ gia đình con để có căn nhà giúp nhà. Hôm nay Hà lớp mấy rồi? Dạ con lớp 9. Lớp 9 rồi. Học hơi trễ. Trễ nhiều á. Đáng lý năm nay nó 12 đó. 11 dạ. Và 12. Nhưng mà tại vì Hào hoàn cảnh gia đình dạ, đi tùm lum đó. Nói chung là ngày hôm nay á thì em đến đây á, thật ra thì khi mà nghe cái tin á, anh cắt được ngôi nhà em cũng mừng, nhưng mà vì bận công việc xa quá. Thật ra từ là trên em mà xuống đây cũng xa. Nó bằng xuống tới Trà Vinh, Sóc Trăng gì dưới. Mà lúc đó thì tình cờ sao mà cô chú anh chị ủng hộ cắt nhà cũng hơi nhiều. Rồi thậm chí là cắt thì cũng phải đeo với mấy anh thợ. Cũng thời điểm đó thì em không có thời gian nhiều. Mà sau thời gian hơn một năm gặp lại thì anh có được ngôi nhà. Nhưng mà có được ngôi nhà ổn định thì đó, nhưng mà cái phần nợ còn lại thì cũng khá nhiều. Mà để hiện nay làm cái công việc gì anh Thủy? Thì cũng đi làm bảo vệ bình thường vậy đó. Dạ, mà để trả hết cái phần nợ thì để cho khỏe thì phải nói là không biết làm đến khi nào mới trả xong. Em thì chỉ gọi là kết nối được phần nào hay phần đó. Quan trọng là cái duyên của anh. Yeah. Và cái phần phước của anh cũng như là chị hồ đồ để cho gia đình của mình nó ấm cúng hơn. Cũng như là cái tình cảm quý mạnh quân mà nhìn thấy được cái nỗi khổ vất vả của cảnh gà trống nuôi con như anh á. Thì để mà hỗ trợ. Thì em cũng sẽ chia sẻ cái thước phim này lên. Em cũng anh cũng có nghĩa là không có đồng hành với anh trong cái quá trình mà anh cắt nhà. Yeah. Nhưng mà được cái là cô bác anh chị cũng thương yêu nhiều. Và ngày hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm theo cái cách mà thăm lại một nhân vật mà đã từng có trên cái đoạn clip của Bùi Hồ á, để mà cập nhật lại cho cô bác anh chị biết được rằng cuộc sống gia đình cũng đã ổn định hơn chút xíu, nhưng cũng còn cái phần nào đó nợ nần. Thì nếu như mà cô bác anh chị mà có đồng cảm á với anh Thủy và với cảnh gà trống nuôi con, một mình nuôi ba đứa con trai, sống cái cảnh có nhà thì vẫn còn có một phía trước gia đình chật vật để nuôi các con của mình ăn học, thì anh có thể là đọc cái số điện thoại của mình lên ở trên clip của em. Sau đó nếu mà cô chú anh chị nào mà có đồng cảm với gia đình của mình á, sẽ ủng hộ trực tiếp đến gia đình của mình. Còn em thì thật thì cái vị trí địa lý nó xa quá, thì anh có thể đọc chia sẻ số điện thoại của mình lên trên kênh clip em, để người ta có thể tìm hiểu kỹ thêm về cái cuộc sống của mình anh thấy ha. Dạ. Yeah. Yeah. Anh đọc cái số điện thoại mình đi. 0943 0943 870 870 152 152. Số điện thoại này có Zalo luôn không anh thấy? Không. Không hả? Dạ. 0943 870 152 152. Đây là số điện thoại của anh Thủy đang ở thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang á. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ chia sẻ một phần vì cũng có một cái công việc ở dưới đây, rồi ghé thăm ngang gia đình. Thì buổi chiều rồi em không có tâm hiền về
cho bé Hưng nó còn ăn cơm, ăn uống vì học bài nữa. Và em chúc cho anh luôn vượt qua những cái khó khăn nhất, và cũng mong rằng hương hồn của chị á, ở chính suối sẽ phù hộ cho gia đình của mình luôn có sức khỏe dồi dào, cũng như là độ hộ độ cho anh có cái sức khỏe để mà chăm sóc cho các bé ăn học đến nơi đến chốn. Và em tin rằng á, chị sẽ luôn, mặc dù là chị không, chị đã mất rồi, nhưng mà hương hồn của chị vẫn còn phù hộ anh và các bé. Và thầy có muốn nói lời nào nữa không? Thì anh cũng có đôi lời gửi đến là cô chú anh chị, nếu mà có đồng cảm á, thì là cũng, nếu có đồng cảm thì cũng giúp đỡ cho mấy cha con gì đó trong cái thời gian mà còn nợ nần gì, thì chắc có lẽ là thì nhờ tới tất cả là cô chú anh chị thôi. Còn nếu mà được á thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều, mà không được tôi cũng rất cảm ơn, chứ không phải là mình để cho cô bác anh chị gánh nặng cái gia đình của là mình không. Thì đó, được, nếu mà được á thì gia đình của tôi cũng cảm ơn, còn không được tôi cũng cảm ơn, lúc nào tôi cũng phải cảm ơn tất cả là cô chú anh chị đã thời gian qua giúp đỡ cho gia đình tôi cũng rất nhiều rồi, chứ không phải là ít. Tại vì nợ không ai trả hết được hết, không ai mà không nợ không ai trả hết một lần được hết. Cũng vì thương mấy con mà gắn gồng gánh để cắt được căn nhà cho mấy đứa con mình đi, cũng là một cái sự an nhàn à, cũng con cái nó cũng có một cái chỗ nơi ấm cúng à. Yeah. Thì mình cũng chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong và ngoài nước rất nhiều. Và thay mà lời cho mấy đứa con cũng cảm ơn anh với chị và cô bác. Em cũng chúc cho gia đình mình luôn có sức khỏe, chúc cho Hân học càng ngày càng giỏi để lớn lên làm được cái công việc để phụ ba, để nuôi các anh ha. Rồi em chào gia đình mình, chào Hào ha, chào anh Thủy ha. Xin chào, và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là ủng hộ cho gia đình của bé Hưng để có được ngôi nhà ấm cúng như ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe an lạc tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, những người mà Bùi Hồ đã từng gặp mặt và những người mà cô bác, anh chị đã Bùi Hồ chưa từng gặp mặt, cảm ơn rất là nhiều luôn ha.